chim ăn chưa không biết. Dậy chưa? À, lạ nhỉ. Gọi như hò đò mà không dậy được thế nào? Có dậy không? Thế này thì có điên không? Có dậy không? Đấy là thuật thôi miên của đàn bà chúng tôi đấy. Bà nghe đây này. Gì? Hôm nay là ngày ngày gì biết không? Ngày gì? Ngày 23 tháng chạp là ngày ông công ông táo vợ chồng mình phải lên tiên đình bây giờ. Mà tại sao không mở mắt mà dậy? Rồi thế nào hôm qua cũng quả trách. Ô trên đây 23 nhỉ? Ừ. Dưới mình ngủ một giấc dài chán nhớ gì kìa. À, gì? Đã bảo rồi. Dậy là phải bước chân phải hay là bước chân trái mà làm sao ơi, không? Ôi, hoàng thượng đấy ơi, bà giết tôi rồi. Sao để xuống? Ôi ôi, bước bây chân trái. Bây giờ phải bước chân phải. Đó bây giờ chân trái gì? Chân phải gì? Chân phải. Bước chân phải. Ôi trời ơi. Khổ lắm chưa? Ôi Ngọc Hoàng ơi. Ôi Ngọc Hoàng ơi. Ôi trời. Bẫy chuột đấy khổ quá, tại vì lại dính vào cái bẫy chuột thế này. Sao lại dính bẫy chuột mà dính cả hai thế này? Tôi nói cho ông giờ chuột nó nhung nhúc bây giờ ạ. Chuột từ từ đã. Anh theo tay tôi này, bố ra. Úi giời ơi. Còn bên này nữa nào. Lên bên chân đi. Rồi. Úi giời ơi. Khổ quá, chuột cứ nhung nhúc ra. Chuột núi, chuột sông, chuột đồng, chuột biển. Mà sao lắm chuột thế? Hôm nay ông lên thiên đình nhá, nói với Ngọc Hoàng xin tôi ít bả chuột. Ấy bà chuột để diệt chết cho nó đi gì? Chứ sao nữa, có làm sao không? Đấy, nhắc đến chuột tôi mới nhớ ra. Này! Hả? Cái mấy cân giò hôm qua có để vào tủ lạnh chưa? Hôm qua em để giò ở đâu nhỉ? Hả? Em để trên nóc tủ lạnh rồi. Thế thì lũ chuột nó chén lên rồi. Trời ơi! Chả được cái việc gì? Trời ơi là giò, em để rõ ràng cái giò của em hôm qua ở đây mà. Ông tìm xem ở dưới gầm giường xem. Ôi trong tủ lạnh không có, rồi lũ chuột nó chén hết rồi. Đây đây, giò đây rồi. Đâu? Ôi giời, dày. Ôi trời ơi, còn một thứ nữa, cái bản báo cáo Ngọc Hoàng đây không phải đâu rồi. Bản báo cáo của chuột nó chén là hỏng hết đi. Hôm qua em cất cho mình. Đâu? Em để đâu nhỉ? Đây rồi. Mày quá, em để cho bàn thờ nó còn thôi. Lấy cho tôi xem nào. Đây. Úi giời ơi, đây rồi, đúng không? Cái bản báo cáo này quan trọng thế này mà lũ chuột nó chém thì chết tôi. Chết đấy. Lấy cái gì báo cáo với Ngọc Hoàng? Này, tính ông là hay lũ mề lắm. Bây giờ ông đọc qua cái bản báo cáo của tôi nghe tôi duyệt xem còn thiếu cái gì không? Rồi. Đất nước mỗi ngày đổi thay hàng thế kỷ. Đường thẳng tắp trải dài từ Bắc chí Nam. Đúng. Cầu cống cong vút bắc qua sông. Đâu đâu cũng tràn ngập ánh sáng của nhà máy thủy điện. Kể cả những nơi rừng sâu rừng xa hẻo lánh. Một tháng ấy mà bà không ra đường ấy, lạc đường luôn. Vì nhà cửa bọc lên là cứ như là lâu đài trong chuyện cổ tích. Công nhận là đất nước đổi thay từng ngày từng giờ một. Nhưng mà quên rồi, lại quên rồi, ăn lắm lại lú mề rồi. Quên là quên thế nào? Điều quan trọng nhất của Việt Nam năm 2006 là ông biết cái gì không? Cái gì? Là Việt Nam gia nhập WTO. À rồi, WTO. Bổ sung vào. À, bổ sung ngay. Việc thứ hai là Mỹ đã bình thường hóa Việt Nam về vấn đề thương mại. Nhưng mà vẫn phải báo cáo lên Ngọc Hoàng những vụ động trời trong năm qua. Việc gì thế? Bà không biết à? Chúng nó gặm cả đường. Chết. Gặm cả sông. Chết. Sắt thép hở ra là chúng nó cũng muốn sạc. Còn cái chuyện đất ở Đồ Sơn, rừng vàng biển bạc chúng nó cũng có tha đâu. Cứ đấy bên này ông lên ông nhờ Ngọc Hoàng là cử ngay thần mèo lên tôi nhờ. Mèo là con nào? Mèo là con mèo. Là con gì? Mèo. Mèo là con gì? Mèo. Tôi nhớ rồi. Lắm đấy. Nhớ rồi.
Cái con này ở Ngọc Hoàng là cửa xứng trần gian, mệnh danh nó là thần móng vuốt. Ừ, thế mà nó lặn đâu, chả thấy đâu cả. Bây giờ chỉ có vào quán Tiểu Hồ thôi ông ạ. Còn nếu mà có tiền thì tôi mua vé cho ông ấy, chỉ có ở Sách Đỏ Paris thôi ông ạ. Chuyện gì đến nơi rồi, khổ thế. Thôi được rồi. Chuyện này tôi sẽ lên tôi báo cáo Ngọc Hoàng. Ừ. Bà vào lấy được tôi giày khủng bố đấy. Đôi giày khủng bố và cái quần Levi's đấy. Giờ người à, có thần kinh chập mạch không? Lên thiên đình mà ăn mặc thì ông định khủng bố ai ở trên ý? Lên thiên đình là phải ăn mặc cho nó sành điệu. Tôi nói cho các biết. Quan là nhìn mình là cứ mắt là cứ lắc ngược lên trán. Trời ơi, các quan lắc mắt đâu chưa thấy. Đòi mặc Levi's thì ông đi lễ gái cái gì à? Không ấy. Tôi vào tôi lấy lễ phục cho ông, mặc lễ phục. Lễ phục cũng được, bao đấy. Nhanh lên. Dục vừa thôi, sao buổi sáng gọi cho ông dậy? Vớ vẩn. Mặc quần trước. Rồi, quần trước. Khổ lắm cơ, gần nay tuổi rồi mà cứ phải sao sát thế này. Mặc xong chưa? Thế nó mới yêu chồng chứ. Này, xỏ cái áo vào, nhanh lên. Đấy, mặc lễ phục có đẹp như thế này. Sướng quá, hôm nay liền báo cáo với Ngọc Hoàng được vợ mặc áo. Nào đeo cài cho. Sướng em nữa phải sướng không? Ừ, em giặt luôn đây. Thế nào? Mặc lễ phục thế này, không tặt ngang tặt ngửa là vào nhà nghỉ nghe chưa? Ở yên tâm. Mặc kiểu phó thường dân thế kia tôi không tin được các ông. Vớ va vớ vẩn. Bà lúc nào cũng nghĩ là tặt ngang tặt ngửa. Thôi thôi ông ạ, cứ lo xa đi là vừa. Thiên đình cũng giống trần ai. Lạ gì các lão, sảnh ra là mất chồng đi chơi. Cười à? Bà hay đa nghi. Đa nghi cái gì? À, còn đây nữa. Cái gì? Cầm theo cái này. Biết cái gì không? Cái gì? Tôi sẽ kiểm tra ông 24/24 tiếng. Tôi tí cái là ông phải tí, tôi tí. Cái này. À. Tí cái lúc sau mới thưa sao? Để quản lý thế thôi. Thế chả? Thôi nhanh lên. Bà là cái gì cũng cấm thôi. Bà đưa tôi cái cổ nọ là cái gì? Cái này để giám sát giám hộ hiểu chưa? Nói nhiều. Thôi ra. Thế đi không mốt nình không hơn người ta một cái à? Thế là từng khổ chứ. Chết rồi, con cá chép của em đâu rồi? Thì đây cá đi dịch ở lại là thế nào? Mất cá rồi. Trời ơi. Bà ơi. Ôi. Bà có xích bằng cái cổ đùi bà ấy. Trời ơi. Nó mới thần điện này nó ngoằng phát là xong. Làm thịt con cá chép của tôi hay nó làm vài phi rồi thì không biết. Bà, cái nhân hình quân chủng khắp bà, mắt của thì bà xí rắc ra. Ô, ơ, em sẽ rắc mấy con cá phi, đúng là tháng khủng vật rồi. Ôi, mình chỉ có xe phân khối lớn đi thôi. Bà nói đi bà, đi xe phân khối lớn đi cho nó phải tráng rồi. Lên báo cáo rồi. Tráng đi. Ôi, ở nhà anh đi nhá. Đèn xanh đèn đỏ nhớ đứng lại đi nhá. Khỏe quá, tốc độ đấy. Anh báo cáo rồi, xong anh về với em nhé. Anh nhá. Đi nhá, bảo trọng giữ gìn ngọc thể cho chuột bạch hôm nay nó đi công tác nước ngoài hết. Thế à? Ờ, tao thèm rượu quá, vừa chui đầu ở trong hang ra mà nhân viên gọi thì không có đứa nào thưa cả. Vâng. Vừa mới chui đầu ra nó túm ngay đầu mình. Ờ, nó lại định đưa mình vào làm thí nghiệm thay cho cái bọn chuột bạch. Chết không như này. May mà có Võ mới sổng được về đây đấy. Thế à? Ừ. Thế mà nó lại định sơi không của tao đôi chân sau. Ừ. Nó lại còn đang định nhân bản cả tao thành chuột nữ. Chết. Bây giờ là mình phải phát triển khoa học, hiểu không? Mình phải mang cái này về đây, mình phải nghiên cứu, xong mình phải phổ biến cho tất cả các loài chuột ở trên thế gian để đỡ phải mắc vào những cái bẫy, đỡ phải ăn vào những gói bả này, hiểu chưa? Cái bả này quách không? Quách gì? Bà dởm. À thế à? Ừ. Ui may mà dởm như đại ca mới thoát chứ không lấy đại tất ca. Tất nhiên. Đi. Cả bẫy này cũng dởm đây này. Thế à?
cho nên chúng nó không khôn ngoan lại được với tao đâu. Đúng rồi, làm sao mà lại được với đại ca? Này, thế này có việc gì mà đại ca gọi gấp thế? Em phải rách rồi, rơi bịch phát xuống đây luôn đấy. Thế hả? Vâng. Việc là thế này, hôm nay vợ chồng lão Táo Quân sẽ lên báo cáo với Ngọc Hoàng, xin với Ngọc Hoàng là tiêu diệt toàn bộ lũ chuột dưới hạ giới. Thế à? Và bạn của lũ chuột dưới hạ giới. Thế à? Trong danh sách tao thấy có cả tên vợ chồng nhà mày. Ồ, sao lại có tên em? Nhưng mà có tên em thì làm sao đâu? Sao lại không làm sao? Thế mày ăn lương của ai? Ăn lương của anh. Vì mày ăn lương của tao cho nên mày mới có nhiều tiền để đóng cổ phần vào các công ty lớn. Em đùa đại ca tí cho vui thôi, chứ dạo này làm ăn nó cũng khó khăn. Ừ. Em đang muốn bảo đại ca xem còn cái dự án nào ném cho em một cái, chứ đợt này đói thối mồm. Thằng này, mày đùa đấy à? Mày cứ làm dự án như là mớ giấy lộn không bằng ấy. Mày không nghe thấy Ngọc Hoàng vừa ra chỉ thị công khai hóa toàn bộ tài sản tư nhân ở dưới hạ giới, mày có biết chưa? Cái việc em biết rồi, mày đã tính rồi. Em vừa câu được mới tiên nữ với cả ít lính nhà rồi. Mà toàn đệ xịn thôi, đại ca yên tâm. Với cả em có xuất đầu lộ diện đâu mà em sợ. Không xuất đầu lộ diện thì càng tốt. Cái chính là mày phải lo công việc chỉn chu, muốn gì cũng có. Công việc gì nhỉ? Hay cái thằng này. Công việc là ngăn không cho vợ chồng lão Táo Quân lên báo cáo với Ngọc Hoàng. Sau đó mày phải đóng giả là lão Ý và báo cáo. Bái phục đại ca đấy, bái phục đại ca đấy. Em vừa nhảy được con chép của lão Táo Quân rồi. Thế à? Mà con chép béo thật đấy. Công nhận là Táo Quân mát tay nuôi con chép béo lắm. Em đang cho vợ nó nuôi ở trong bể. Sục đàng hoàng nhá. Tươi tươi rồi. Em đang tính là khi nào xong việc ấy thì em anh là xử lý con chép với cả nhân tiện là khai trương hai cái món tiền nữ em vừa nhập. Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, trần thế đẹp tuyệt vời. Quái, sao lại mở quán giữa đường lên thiên đình thế này? Quán gì? Tiểu hổ. À, được rồi, ta phải vào gặp anh bạn thần cũng vô sắc đấy. À, kính chào thượng đế ạ. Dạ, mời thượng đế ngồi ạ. Ôi, không phải là thượng đế nhá, thượng đế ở trên thiên đường ấy. Rồi. Thượng đế hết ạ. Dạ, thế thượng đế dùng món gì ạ? Thế ở quán này có món gì? Nhiều lắm, nhiều lắm. Có nhiều món hay mà lạ lắm nhá, hấp dẫn nữa. Món dạ, gì? Món tay gấu này, món gan rồng này, món sư tử cái áp chảo này, món sư tử đực hầm nấm này. Và đặc biệt có cả món tiểu hổ ạ. Đây, đây. Thế có món nằm voi không? Này này. Nhà em không bán nằm. Cô vừa nói các món đấy. Úi dồi ôi, này, toàn động vật quý hiếm là thế nào? Ồ hay, thế mới tài chứ. Chỉ có một mình quán nhà em có thôi nhá. Này, những quán ở trần gian ấy là không bao giờ có. Nói luôn cho nó ngắn, ở trên thiên đình cũng không thể nào tìm đâu ra được. Nhà em còn có hai món đặc biệt nhá. Món gì? Món khủng long đang ghen. Ôi, khủng long đang ghen ở trên đường người ta bỏ là mấy triệu năm nay, thế mà dưới hạ giới vẫn dùng. Có đâu mà bỏ. Trời ạ, thượng đế cứ nói cho nó sang. Làm gì có, chỉ có nhà em mới có thôi. Này, còn cả có món hà mã động tình áp chảo. Cô vào uống cho tôi ngay, món tiết canh cho nhanh. Có ngay. Những món cô vừa nói đây toàn động vật quý hiếm. Ngọc Hoàng mới biết thì cô chỉ có mình. Cô tư đi, cứ có cái này ấy thì Lan Thiên Lôi em cũng mang cho bác ăn được. Mà Ngọc Hoàng thì ở xa đây lắm, cách đây hàng nghìn cây số ấy, làm sao mà có thể nhìn thấy những quán nhỏ nhoi này của em được.
Phải. Tiết canh gì mà có mùi hăng hắc? Ờ hay, đây là món tiết canh con rồng đực mà trong cửa của nhà Thái Thượng Lão Quân đấy. Cô dám giết cả rồng nhà rời để làm tiết canh à? Tôi mấy triệu năm nay gặp rồng liên tục mà có dám ăn tiết canh không? Còn phải nói, bác cứ ăn đi nhá. Ờ, em vào trong kia em sẽ dâng cho bác món khác. Thôi được rồi, mình đi thử tiết canh rồng xem nào. Làm gì mà cuống lên thế? Cứ leo cái mồm lộ ra ấy, hai vợ chồng bị chôn sống dưới 9 tầng địa ngục ấy. Bé mồm tôi, nói to lão nghe thế bây giờ. Này, cái bát tiết vừa nãy đã cho phong môn chưa? Hỏi cần phong môn thế? Cái quán của mình mất vệ sinh chẳng kém gì mấy cái quán ở dưới trần đâu. Ăn vào một phát biết tay nhau ngay. Thôi em ra này. Ngon. Ngon. Được. Được. Này. Dạ. Nhưng mà tôi thấy nó có cái hương vị của đặc sản Nhật Tân như thế này. Này này. Nào tôi hỏi chị nhá, cái anh bạn vuốt sách ấy, mệnh danh là tiểu hổ của tôi, có ở đây không? Xa thì ngàn dặm, mà gần thì ngay trước mặt. Cái món mà Thượng Đế đang ăn đấy ạ, nó chính là thịt tiểu hổ. Dám thịt cả anh bạn thân tiểu hổ của tao à? Hả? Tiên! Ơi! Ơi! Tiên! Không được cái đồ, không được cái việc gì cả. Sao lại không được? Chạy đuổi theo, ngăn lão ấy lại, không lão lên báo cáo giờ thì chết cả lũ. Ai mà đuổi, đuổi theo! Thế này mới đảm bảo an toàn. Trần gian nhiều chuột lắm. Này nó mới chắc ăn. Cái này có chuột rồi anh chị. Mình nó đi đâu mà lâu thế thì này. Trời ơi. Đi đâu mà lâu thế? Trời ơi, quậy ơi là quậy ơi. Ông quắc làm cái gì đấy? Ông biến gì mà biến nhanh thế hả? Ông không đợi tôi với hả? Trời ơi, làm tôi phải chạy bộ mất mấy nghìn cây số mới đến được đây đấy. Thì anh bảo em là túm vào đuôi thì em lại cứ tụt ra đằng hậu. Này. Có quả hay đây này. Quả này hay chưa? Hớ hình chưa? Như là xe của lão Tao Quân thì phải. Còn có ai vào đây nữa? Nhưng mà sao lão ấy lại khóa xe thế này thì mình giải quyết sao? Em cứ yên tâm đi. Anh nhá, còn là bố cụ của mấy thằng ăn trộm ăn cắp xe máy. Hả? Yên tâm, 30 giây là xong thôi. Cẩn thận đấy. Em ơi. Hả? Quả này nhá, về Tân Trang lên nhá, mang ra chợ bán, hối tiền đấy. Con này dễ phải đến chục triệu ấy mình nhỉ. Chục cái nào? Con này á, dưới 11 triệu 500 không bán nhá. Không bán, ok. Nhưng mà này, lão ở đâu? Lão ấy đang ở dưới kia.
dưới đấy làm gì? Đấy, nhìn cái ghế đó. À, lão này, được rồi, để đấy xuống, em bắt quả tang lão ấy. Ai lại giữa thanh thiên bạch nhật, giữa sông ngân hà thế này mà lão ấy làm ô uế môi trường không được để em. Ê, 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 em bực cười thật đi. Lão ấy là đàn ông, em là đàn bà. Ai đàn bà đi bắt đàn ông thì cười cho. Bây giờ thế này, anh nghĩ rồi, lão giải quyết xong ấy là lão lên rời ngay. Thế thì căng lắm. Bây giờ này, làm thế nào để cho lão ấy ngày 23 tháng chạp sang năm ấy mới cho lão ấy lên nhá. Có mưu đi rồi. Đấy, cứ thế mà làm nhá. Giải quyết ngay con này đi. Giải quyết ngay đi. Làm tốt nhá. Đi luôn. Mất xe rồi. Con ngựa khác mất rồi. Sao Trần Gian này lắm kẻ cắp thế nhỉ? Mà mình đã quá cẩn thận thế này mà còn lấy được cái gì này. Chết rồi. Làm cách nào bây giờ thế này thì nhỡ hết việc rồi. Làm sao lên tu được với Ngọc Hoàng được. Lại hỏng rồi. Alo, có cứu hả? À, không phải à, nhầm xin lỗi. Có phải cấp cứu không? Cấp cứu hả? Lại nhầm. Alo, cấp cứu hả? À, đây, đến ngay khúc sông Ngân Hà nhá. Ôi, bệnh gì hỏi, làm gì hỏi bệnh. Ừ, đến ngay. À, cái gì? Không còn xe á? Ơi, sao lạ nhỉ, thế sao mà taxi chạy đầy đường lại cấp cứu là không có xe thế nào? Bác táo lên rời đấy à. Bác cần tôi giúp bác cái gì không? Ôi, tôi ăn phải bát tiết canh dòng thiêu. À, thế à? Ui, hỏng rồi. Gọi xe cấp cứu mãi mà vẫn không được. Ừ, hôm nay là đẹp ngày, lấy đâu ra xe cấp cứu đi bác. Bác gọi làm gì cho tốn tiền? Đẹp ngày liên quan gì đến xe cấp cứu? Ồ, chết, bác chả hiểu gì cả. Hôm nay đẹp ngày là xe cấp cứu ấy, là được trưng dụng có việc riêng, chở các đại biểu đi gọi là ăn đầy tháng này, ăn tân gia này, ăn đám hỏi này, ăn đám cưới này, ăn đám bốc mả này, rồi đi lễ đi chùa này. Rồi là xe cấp cứu. Việc này mà tôi quên, bác không nhắc thì tôi không nhớ. Được rồi, việc này tôi sẽ trực tiếp tâu với Ngọc Hoàng. Thôi bây giờ thế này, bác để tôi đưa bác đi bệnh viện. Bác Táo ơi, bác đứng dậy đi, để tôi đưa bác đến bệnh viện. Ôi giời, thế này thì nhỡ hết việc. Thế này không lên kịp tâu với Ngọc Hoàng rồi. Nhỡ hết việc rồi làm cách nào này, làm cách nào? Bây giờ bác phải đi bệnh viện. Chứ bác lên tâu Ngọc Hoàng, bác đang tâu thì ruột bác nó đứt ra thì bác tâu làm sao được. Thôi được rồi, tôi có cách rồi, tôi chữa mẹo cho bác nhanh thôi. Bác nào? Đi theo tôi. Cái gì? Bác đi theo tôi. Bác đi theo tôi. Bác ngủ. Dạ, bác sĩ ơi. Em đau bụng lắm, cứu em đây. Bác sĩ khám cho em ca này cái. Hai thằng khám thằng nào? Dạ đây ạ. Khám thằng này. Trời, tôi chụp quen đi. Ơ vẩn, thấy người sang bắt quàng làm họ, thấy bác sĩ lại nhằng là họ hàng. Thế khám dịch vụ hay là khám bảo hiểm? Ờ, thôi thế thôi em thôi không khám rồi, anh chết thì sao? Thôi, dạ bác sĩ ơi, bác cố gắng bác khám cho em cái hết bao nhiêu thì em hỗ trợ. Thôi được rồi, lương y kiêm từ mẫu nhá. Vâng. Cứ để ông đi ra ngoài kia rồi ông chết ngóng rồi ai mà đền được. Bệnh gì? Em bị đau bụng. Đau bụng hả? Vâng. Há mồm không? Bác há mồm hả? Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ hả? Vâng, bác là bác sĩ. Há? Xem nào, đưa đây xem nào. Há? Món đỏ lòm rồi, ăn uống linh tinh rồi có mà rời cứu nhá. Món đỏ lòm rồi. U rồi. Không phải u đâu. Ôi. Em nói thật với bác sĩ, em bị tháo tổng rồi. U rồi. Này,
Anh là người nhà hả? Vâng, tôi là người nhà. Ra ngoài kia nhóm lửa lên để tôi làm lông nhá. Nhóm lửa làm lông. Nhóm lửa là lửa làm lông. Vâng, bác sĩ nhớ em bị đau bụng nhá. Được rồi, mổ cái là xong ngay. Vâng. Tôi buộc vào, tiêm cho một cái là xong luôn. Đây, được rồi. Nằm đây, tí nữa tôi trần qua nó rồi về tôi mổ cái xong ngay nhắc động. Bà táo ơi, cứu tao ấy. Cá thần ngươi là cá thần, mày bỏ tao mày đi đâu? Cũng may mà ngày nào mình cũng chạy 4 vòng công viên mới có sức như thế này. Sao này chạy bộ với này? Nó đau bụng rồi. Thôi, tôi phải lên gặp Ngọc Hoàng một giờ thôi. Ôi này, bác chạy bộ thế này đến Tết tháng 5 chả đến nơi. Lên ô tô em chở đi cho nó nhanh. Ấy da, ô tô kìa. Ừ, ô tô chứ này. Oai gớm nhỉ? Gớm có cái gì mà oai? Cả đời tôi kiếm không được đâu. Cả đời tôi là trong mơ đấy. Ừ. Này, cái xe này đời nhà Tống ở nhà Mãn đây. Con xe này hậu lê thôi nhưng mà chạy tốt. Ừ, cả ai đi họp bây giờ đi bộ như bác. Thôi được rồi, này, chạy từ từ đi nhá. Tôi ấy là tài sản quốc gia đấy. Ôi, để vô tư đi. Không những tài sản quốc gia mà tài sản Liên Hiệp Quốc đấy. Bác cứ vô tư đi. Này, chạy chậm chậm thôi nhá. Không ai bắn tốc độ được, không xin được đâu. Riêng tay lái em tay lái lụa rồi. Với cả cái cung đường từ đây lên Thiên Đình ấy là không có cảnh sát giao thông. Với cả đoạn đường em bao tắt thì yên okay. Tâm đi, vô tư đi. Cái xe nhà Tống này ngồi nó khó thế. Ngồi nó cần phải cong hết người lên nào. Sao lại dừng thế? Ê, không đi nữa sao lại dừng? Mời bác Táo vào đây. À? Em mời bác Táo vào đây để bác hưởng thụ cái chốn Bồng Lai, thư giãn với con người một tí. Cái gì đấy? Karaoke Bồng Lai? Ôi, không không, tôi không vào Bồng Lai đâu. À, phải đi báo cáo Ngọc Hoàng, muộn giờ rồi. Ừ, bác cứ vào đây. Không, không đi. Em cho bác thư giãn để bác biết thế nào là Bồng Lai. Không đi nữa con. Vào đây, vào đây, vào đây. Ôi, vào Bồng Lai làm cái gì? Quán đâu? Không vào đâu. Vào đây. Không vào. Bàn giao cho nhá. Bác Táo ở đây nhé, em đi toilet tí. Dạ, em chào bác ạ. À nhầm, em chào anh Giai. Mời anh Giai vào quán nhà em ạ. Anh nhá, nhìn lại mặt xem. Đáng tuổi ông cô thưa. Trời ơi, trông vẫn còn phong độ lắm. Trông vẫn còn hoành tráng. Tiên nữ đấy, ông anh thích không? Thích cái loại chân dài hay là cái loại gầm cao? Buffet ăn nhanh tiên nữ. Trời, không nói nhiều nữa, vào đây em tiếp đã nhá. Thượng giới vẫn còn cái quán như thế này à? Ở trên Thiên Đình là những cái quán này bỏ lâu rồi. Này, không có những cái quán như thế này thì làm sao mà các anh giải sầu được cả? Vô tư đi. Này, tất cả nhá, có rất nhiều chức sắc còn to hơn cả anh ấy vẫn vào đây giải sầu đấy. Này, nghe đây này, nghe em đọc một câu thơ này hay lắm đây này. À, ban ngày quan lớn như thần, ban đêm quan lớn lần mần. Ta không phải quan lớn, cho nên ta không lần mần như ma. Ta chỉ là quan gác bếp thôi. Này, gác bếp hay là gác toilet thì cũng vào đây vậy chị, em chị, ơi, chị, chị. Vào đây. Ta chị ta rồi. Tiếp khách đi. Vào trong nhá. Ông anh thích hát bài gì? Cứ tự nhiên như buồn ở nhà nhé. Con này láo. Tao đã đáng tuổi bố mà chưa được ông anh. Ui, giận đi ông anh. Thế mà gọi là ông anh chứ. Ông anh thích hát kiểu gì cũng được. Hát bằng tay bằng mồm cũng được. Ông anh uống rượu nhá. Đây là rượu Tây Vương Mẫu Hội Bàn Đào, cách đây 2000 năm. Mỗi một giọt là một lượng vàng.
Bà Táo ơi, đây là hoàn cảnh bắt buộc nhé, phải tiếp khách này. Thế nào ông anh, đã chưa? Ui, ơi! Có hai chén người nó cứ nghiêng nghiêng. Uống đi ông anh, đời là những trận cười thâu đêm suốt sáng mà. Ông anh thấy ghê chưa? Không không không, ta không uống nữa. Ta không có tiền. Sao? Trên đường đi bà chỉ cho ít đồng lẻ để uống nước thôi. Ta nói rồi ta không có tiền. Ta vào chỗ này định rửa chó ăn quỵt chơi quỵt đây à? Ôi trời, không. Bà chủ ơi, vào phải biết ra bùng tiền này. Quỵt à? Có việc gì? Có việc gì? Quỵt tiền. Quỵt tiền à? Hả? Quỵt tiền hả? Nghe đây. Đang nghe. Đường một đấng mũ cao áo dài mà lại còn định quỵt tiền hả? Nói cho mà biết nhá, riêng tiền rượu này, chưa kể tiền qua các em nhá, là đã mất 100 lượng rồi. Nôn tiền ra đây rồi thích đi đâu đi nhá. Này! Sao? Không biết ta là ai không? Định dọa ai? Là ai thì cũng mặc xác ông nhá. Là ai? Ta là Táo Quân ấy. Trên đường đi gặp Ngọc Hoàng ấy. Táo Quân. Ôi trời ơi, Táo Quân hay là Táo Tàu hay là Táo Môi, là Táo Héo thì cũng mặc xác nhờ ông nhá. Nôn 100 lượng ra đây rồi thích đi đâu đi nhá. Ta là Táo Quân. Kẻ nào dám đụng đến ta? Biết thế nào là gốc hù hán thì chỉ cần một vết xước thôi, cái thằng HIV nó lôi ông anh đi khẩn trương. Mày không cứu được đâu nhá. Ôi ta xin, HIV ở trên thiên đỉnh đã chữa được đâu. Ôi trời, ta xin mà. Quay. Các em, một sống áo ngàn. Bà ơi, cứu tôi với. Ôi Ngọc Hoàng ơi, Ngọc Hoàng ơi, sao vất vả thế này, đi lên gặp được Ngọc Hoàng vất vả quá. Ngọc Hoàng ơi, đi mời đây rồi. Đây, lên chuẩn bị cho ta con cá chép để nó đèo ta lên thiên đình cho nó nhanh. Xong về, vụ giết thiên đó xong rồi để ta mời đại ca Chuẩn làm hướng dẫn nhá. Ông trời, ông kia đã. Bây giờ thế này, dùng vụ cấp cho ta những kinh phí nhé. Đó là tôi vậy. Này, vừa mới hôm qua đưa cho 100 lượng xong đâu rồi. Đi. Alo, bà Táo ơi. Bà đến cứu tôi với. Làm sao phải cứu? Tôi bị nó bắt cóc vào quán karaoke Bồng Lai. Chỗ nào? Ở km 2007. Trời ơi là trời, tôi biết ngay cái mặt dê già của ông mà. Về nhà thì biết thế nào lấy độ. Tôi sẽ vặt lông chân, giặt tiết cả lông mồm cho biết thế nào lấy độ. Ôi cái này bà ơi, tôi xin bà nhá. Về bà đừng có vặt lông chân, tôi sợ nhất là vặt lông chân ấy. Đến cứu tôi với. Này, mang cả mũ áo cho tôi nhá. Tại sao lại mang quần áo? Nó là trần lột chuồng tôi rồi. Ôi trời, cao đất dày ơi, có bao nhiêu bí mật chúng nó nhìn sạch của tôi rồi. Đến mau nhá. Bồng Lai tiên cảnh không nhỉ? Tất nhiên đây là quán nhà em. Nước tiếng gần xa, chị phải đốt nước cái tìm dây đây. Trời ơi, chị định bò già ăn cỏ non hả? Chị sao để từng mỡ đây? Trời ơi, thật là giống em đây. Trông phố pháp phết đi. Ăn không biết thế
thịt đâu. Này hả? Mới túm được một thằng giặc lái. Hàng họ thế nào? Ngon lắm, to cao đen hoa. Để làm gì? Cho nên không ai ăn cắp nữa. Ở dưới mặt đất hiện giờ ấy là cứ gọi là bóng lộn. Ngọc Hoàng cứ gọi lân la bò toài suốt cả ngày cũng không bẩn quần áo. Chính vì thế cho nên là giá đất ở dưới hạ giới, cụ thể là nước ta, đắt nhất thế giới. Thân nói túm lại là môi trường sinh thái là không bị ô nhiễm á. Mùi gì mà khủng khiếp thế? Lại có đứa nào dưới trần quạt than tổ ong lên phải không? Dạ, không phải gì than tổ ong đâu ạ. Chả là đời sống được nâng cao, cho nên người ta thi nhau đốt vàng mã, rồi là quần áo giấy cho người chết, để người ta lên thiên đình ăn diện để ra mắt Ngọc Hoàng đấy ạ. Tốt, tốt. Nhưng ta thấy cái mùi này nó... Chả là có mấy cái nhà máy hóa chất nó thải ra cái khí, làm cho mấy làng bị ung thư. Ôi thế nhưng mà thân xử phạt nó nghiêm minh rồi, chữa bệnh khỏi rồi. Thần xin được báo cáo về cái vấn đề đạo đức của con người ạ. Đạo đức của con người dưới trần gian hiện nay là được tăng trưởng một cách rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. Thần nói ví dụ như là về phần thầy trò thì trò sợ thầy như con. Thầy có ra lệnh phạt thì trò chỉ biết nằm sốc chổng mông lên cho thầy đánh chán tay thì thôi. Còn về phần con cái thì bố mẹ sợ con cái cũng như con. Con cái chưa xin thì bố mẹ đã cho tiền rồi, bởi vì chúng nó rất ngoan, cung trọ cũng không được. Còn về phần vợ chồng ấy thì chồng thì rất tốt, mà vợ thì cam chịu làm ô xin cho chồng đi cờ bạc bồ bởi suốt cả đêm. Thế cái việc sử dụng vốn... Vốn gì nhỉ? Dạ vốn... OZA. Cái vốn OZA thì thế nào rồi? Dạ tốt lắm ạ. Thần nói ví dụ như dự án đường sắt Hà Nội Vinh được sử dụng hơn 30 triệu USD 1 km ạ. Ta thấy việc nâng cấp sửa đường sắt Hà Nội Trung Quốc có 1/5 triệu Mỹ Kim một cây số. Đường dập nhiều khó khăn chắc trở. Thế mà đây nhưng 30 triệu. Dạ thưa Ngọc Hoàng, đấy có phải đường ray làm bằng sắt đâu ạ. Thế bằng gì vậy? Dạ thưa Ngọc Hoàng, bằng vàng ạ. Kém quá. Thế còn thể thao và những cuộc vui chơi giải trí khác thì sao? Dạ, môn tông Ngọc Hoàng, đấy cũng là cái điểm mà thần đang muốn nhấn đấy ạ. Về mặt thể dục thể thao thì là phát triển ở khắp toàn quốc. Ví dụ như là bóng đá thì được đầu tư nhiều tỷ đồng trong năm, cho nên cũng xếp hạng được ở con số to gần nhất thế giới. Và nói tóm lại là ở dưới hạ giới bây giờ là vui lắm ạ. Hôm nào Ngọc Hoàng mà chán những cái món ăn sơn hào hải vị ấy, Ngọc Hoàng cứ alo cho thần. Thần sẽ dẫn Ngọc Hoàng đến cái chỗ mà
toàn bọn nhiều tiền dám đến thôi. Ăn toàn đặc sản, thú rừng, động vật quý hiếm. Ví dụ như rắn rết thì có rất nhiều loại rắn, rắn hổ mang mảnh, rắn hổ mang chúa, rắn cảm nong, rắn cảm nia. Nói tóm lại là họ nhà rắn. Hôm nào Ngọc Hoàng xuống ấy, thần đưa Ngọc Hoàng đến cái chỗ mấy quán karaoke. Úi giời, nhiều em út lắm, xinh đẹp nhá. Ngọc Hoàng chắc chắn sẽ giải được sầu muộn ạ. Chà chà, nếu vậy thì... Muôn tâu Ngọc Hoàng, có ai kẻ tự xưng là vợ chồng táo quân dưới trần gian xin bái kiến ạ? Hả? Đứa nào dám gọi ông nhận vợ chồng táo quân hả? Được, cho chúng bảo. Thế làm sao mà lão ơi thoát được cái chứ? Chết tôi rồi. Dạ thưa Ngọc Hoàng. Dạ, vợ chồng chúng thần là báo quân phải hạ giới. Nhân ngày 23 tháng chạp đã lên báo cáo à. Hả? Thế đây là báo gì? Dạ lão sở, thần là báo quân ạ. Dạ. Dạ chúng thần đây mới là táo xị nè. Dạ xị 100%. Dạ thần là báo quân ạ. Hả? Các người định giấu ta hả? Dạ không ạ. Một trong hai người ai là táo thật khánh ạ? Dạ, 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 thưa Ngọc Hoàng, cứ mang kính chiếu yêu ra là biết ngay táo nào dưỡng, táo nào thật ạ. Ồ, đúng rồi, dạ. Có mỗi việc ấy mà ta không nghĩ ra. Người đâu, mang kính chiếu yêu ra đây cho ta. Úi giời, Ngọc Hoàng ơi, không phải mang kính chiếu yêu đâu ạ. Thần cũng là táo ạ. Táo gì? Nhưng mà thần là táo dởm ạ. Hả? Táo dởm? Ta không hiểu. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, bây giờ có cái gì thật là có cái ý dởm ạ. Thức ăn dởm này, thực phẩm dởm này, tất cả cái gì cũng dởm ạ, thậm chí người cũng dởm. Mà thích nữa thì người ta cũng có thể làm Ngọc Hoàng dởm được ạ. Hả? Không? Lâu lâu không? Cái thằng này, thiên lôi đâu? Bắt nó cho ta, lột mũ đau ra. À, thì ra thằng tuổi, tội người đáng chết. Dạ, thần biết tội thần đáng chết, nhưng mà cho thần nói một vài câu ạ. À, được, cho ngươi nói. Dạ, thần là cuội, cho nên cuội có nói dối một chút cũng không sao. Còn thiên hạ bây giờ, bao nhiêu kẻ nó không phải là cuội, mà nó nói dối, nói lão bằng mấy nghìn lần cuội và chúng nó chả làm sao cả. Tốt, chân mày. Vợ chồng Tháo, ngươi dạ. Hãy bình thân. Dạ, bấm tấu cho ta nghe đi. Dạ, dạ muôn tâu. Trong năm qua, vợ chồng chúng thần ở dưới trần gian đã quan sát và ghi chép vô cùng tần mẫn và đầy đủ. Ông tấu lên. Dạ, thần xin đọc. Nói chung, năm nay nhờ chính sách mở cửa nên đời sống nhân dân dưới đó được thay đổi ghê gớm. Người người, nhà nhà, ngành ngành đều được thoải mái thả sức phát triển. Thông thương giao lưu với tất cả các châu lục. Đúng rồi. Xuất khẩu đạt mức kỷ lục hơn 39,6 tỷ USD. Dạ, ai ai cũng phấn khởi, ai ai cũng được ấm no, được học hành, được tự do phát triển tài năng và trí tuệ của mọi người. Dạ, dạ. Tốt ạ. Tuy nhiên, còn hai việc gấp, xin Ngọc Hoàng giúp cho Trần Gian cách giải quyết. Ông quyền nói chuyện đi. Dạ, ông Khánh cứ nói. Ông tấu lên. À, tôi hả? Dạ, muôn tâu, trong năm qua dưới hạ giới, dạ, có muôn vàn khó khăn ạ. À. Dạ, thiên tai lũ lụt rất nhiều ạ. À. Dạ, nhất là những cơn bão lớn vừa rồi đã cuốn trôi bao sinh mạng, bao tài sản của con người, nhất là khu vực miền Trung. Dạ, thần trộm nghĩ có lẽ Ngọc Hoàng xem lại chuyện mưa nắng, cố gắng cho mưa nắng thuận hòa để dân dưới đó nhờ. Đúng rồi. Việc này ta biết, ta biết. Ta đã cho đi điều tra kỹ rồi, nhưng đâu phải lỗi tại ta, mà tại các ngươi ở dưới hạ giới kém ý thức quá. Các ngươi để cho bọn lâm tặc tự do hoành hành ở thì bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, làm thủng cả tầng trời. Đấy, ngươi thấy không? Đến cả thiên đình này cũng bị ô nhiễm, mà ta đã hạ chỉ xuống là ở dưới phải chấn chỉnh ngay. Dạ, muôn tâu Ngọc Hoàng, ở dưới hạ giới hiện nay vẫn còn rất nhiều chuột, chúng tham lam đục đẽo vơ vét tất cả, kể cả những cái gì khó ăn rất đất. Khó ăn như là cầu cống, đường xá, rồi bờ biển, rồi là điện đóm, nó ăn tuốt tuồn tuột tuốt tuồn tuột, cái gì nó cũng ăn cả. Mình không thể chịu được. Cái việc này hình như năm nào ta nghe bẩm tấu lên đấy.
mà năm nào ta cũng có chỉ dụ súng để cách giải quyết. Vậy thì tại sao nó tồn tại? Nguyên nhân là do đâu? Dưới hạ giới là có lão thần chuột vô cùng danh ma quỷ quyệt. Dạ. Lại câu kết với vợ chồng nhà thằng Cuội, đi về như cơm bữa. Dưới hạ giới lên thiên đình, việc gì chúng nó cũng biết, để bày mưu tính kế nên rất khó diệt. Dạ vâng, đúng thế đấy ạ. Dạ bọn chúng liên minh liên kết với nhau, bày ra bao nhiêu chuyện tệ nạn xã hội, làm mất lòng tin của con người. Dạ không cẩn thận như nó lan tràn tận thượng giới đấy ạ. Cái thằng Cuội chết bong chết vòng kia. Dạ. Thiên Lôi, hãy tống giam nó vào cung trăng, cấm chỉ không bao giờ được xuống hạ giới, nghe chưa? Thiên Lôi, dẫn đi. Dạ. Thằng Miêu đâu? Dạ, dạ. Có thần, người đất này xuống dưới hạ giới, bắt tên rực ra về đây cho ta, và tìm mọi cách tiêu diệt hết dòng giống nhà chuột đang tàn phá xuống nhân gian, nghe chưa? Thần xin tuân chỉ. Ta biết năm vừa qua ở dưới hạ giới làm được nhiều việc lớn nào, khiến năm châu kính nể, ta có lời khen. Dạ. Còn những việc chưa làm được phải cố gắng khắc phục. Làm sao để dưới hạ giới cũng như thiên đình này được trong sạch lành mạnh? Làm sao để mỗi lần khi ta nhìn xuống dưới nhân gian chỉ thấy văn minh, hạnh phúc và khúc ca vui vẻ. Các khanh, dạ, cùng ta nghiên cứu bản tốt của Táo Quân để kịp ra chỉ dụ cho năm mới. Dạ. Tấu chương.